Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món bánh cuốn tráng bằng lá chuối. Món bánh này thì ăn ngon, dễ làm, công thức cũng rất đơn giản. Và nếu cả nhà thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Mình cho vào tô 180g bột năng, 180g bột gạo và bột gạo cục, một muỗng cà phê muối gạt, nước ở vòi nước là 420ml. Mình khuấy cho bột và nước nó hòa quyện với nhau rồi mình cho nước ấm sau. Bột nó hòa quyện rồi mình cho vào trong này là 420ml nước, một sôi 100 độ để cho bột mình nó mau nở. Đây là 300g thịt nạc. Mình cho vô 1/2 muỗng cà phê đường. Muối 1/2 muỗng cà phê. Hạt nêm 1/2 muỗng cà phê. Bột ngọt 1/2 muỗng cà phê. Tiêu 1/4 muỗng cà phê. Mình trộn đều thịt lên, mình ướp 30 phút. Mình cho vô một muỗng cà phê đầu hành nữa này. Mình chuẩn bị hành dầu, mình phi hành. Và mình phi hành mình phi nhiều dầu. Mình phi hành phi nhiều dầu thì nó dễ phi. Và cái dầu này còn dư mình để nấu ăn nè. Và lát nữa mình tráng bánh cuốn á, mình lấy cái dầu này mình tráng rất là thơm. Trong lúc phi hành thì mình để sẵn một cái rây ở bên á, hành vàng thì mình sẽ đổ ra. Bây giờ hành vàng mình tắt bếp. Mình cho vô chảo một ít dầu hành phi. Mình cho đầu hành phi vô này. Đầu hành chứ, mình cũng lộn. Đầu hành thơm, mình tắt bếp. Mình cho thịt vô. Để mình dầm cho thịt nó tơi đã rồi mình bật bếp lên. Mình cho vô một xíu nước, mình bóp nó ra để cho thịt nó tơi ra. Đó, bây giờ mình đảo thịt này. Lúc này thịt tơi mình để lửa to lên. Để cho nó cạn hết nước. Thịt của mình nó cạn gần hết nước rồi. Bây giờ mình cho củ sắn vô này. Củ sắn là 150g. Mình nói lộn, đây là 100g hành tây, củ sắn là 150g này. Nấm mèo 25g, nấm mèo chưa ngâm á, 25g. Lúc này thì củ sắn và nấm với lại hành tây nó trong là chín rồi, bây giờ mình cho đầu hành vô này. Mình đảo lên. Bây giờ mình cho hành lá vô, mình tắt bếp. Đó, mình tắt bếp trước, mình cho hành lá sau cũng được. Mình mua khoảng 2.000 hành lá, 3.000 hành lá là đủ. Cả nhà ơi, thao bột mình nó lắng bột xuống rồi, bây giờ mình chắt cái nước này ra. Mình chắt ra được bao nhiêu thì lại bù nước khác vô bấy nhiêu. Mình chắt ra 200ml nước thì mình lại bù vô 200ml nước. Bây giờ mình rây bột cho nó mịn. Bây giờ mình cho dầu phi hành. Sau dầu phi hành cho vô đây rất là thơm. 1 muỗng. 2 muỗng. 3 muỗng canh dầu phi hành. Bây giờ thì mình có một chảo nước nóng. Mình đặt cái nồi vô, mình để lửa nhỏ thôi. Mình khuấy bột. Mình bật bếp lên, mình để lửa nhỏ. Và mình khuấy đều tay. Cái này là mình lấy trùng á. Bây giờ bột mình ở dưới nó vẫn cục như vậy. Mình tắt bếp nè. Và mình đưa cái nồi ra khỏi bếp. Bột mình lúc này nó đặc sánh như vậy nè.
Đó, tôi khuấy đi cho nó đều. Cho bột nãy chưa khuậy vô này, mình chừa lại khoảng 1/3 đó. Đó, mình khuấy cho nó đều. Bây giờ bột của mình như vậy là được rồi cả nhà. Đó, nó dẻo dẻo như vậy là được. Trước khi làm mình thoa dầu vào cái dĩa như vậy này. Và cái dầu này là dầu phi hành. Và đây là lá chuối mình đã rửa sạch và mình lau sạch. Bây giờ mình thoa dầu lên nha. Bây giờ mình đổ bột lên nè. Mình đừng làm hết cái lá chuối mình lấy ra khó. Tự mình để trong cái chõ đó. Đó, mình lấy cái này mình đàn nó ra nè. Tại nhà mình cứ đàn nó ra mỏng mỏng như vậy nè. Bánh này làm rất là nhanh, hấp rất là nhanh. Đó. Vậy là được rồi. Mình thoa dầu nè. Mình nhúng ít dầu thôi nha cả nhà nha. Đó, mình đổ bột vô. Đổ không đầy vá đâu. Đó, mình đàn nó ra nè. Để như nhẹ trên thôi. Bây giờ nước mình nó sôi rồi đó. Bây giờ mình bỏ bánh vô mình hấp nè. Hấp khoảng hơn 1 phút là, gần 2 phút là được một cái thôi. Bây giờ bánh được mình lấy bánh ra nè. Khoảng hơn 1 phút là được. Xong rồi mình bỏ tiếp cái khác vô. Bếp mình nó cao quá, khó làm. Bây giờ mình cho nhân vô này. Bánh mình vẫn còn đang nóng, rất là nóng. Mình ăn nhân nhiều thì mình cho nhiều, ăn ít thì mình cho ít thôi nha. Lần trước mình băm nhân to, các bạn chê, bây giờ hôm nay phải băm nhỏ này. Đó, như vậy nè. Nhìn thấy không? Đó. Xong mình làm thêm một cái như vậy nữa. Đó, bây giờ mình làm như vậy nè. Đó, mình có được một cái bánh rồi. Nhìn thấy không? Rất là ngon. Nó rất là trong và dẻo dai. Bánh mình được thì nó phồng hết cả nhà. Rất là ngon. Nhà ai được một lớp thì mình cho dầu lên cho nó khỏi dính. Khi mà chồng với nhau nó không có dính. Từ bánh đang nóng nó dễ dính lắm. Bây giờ mình bỏ thêm một cái nữa vô nè. Mình cứ làm như vậy cho đến hết. Đó, mình bỏ nhân vô. Và mình gấp kiểu này thì mình phải đợi nó nguội nguội xíu mình gấp được, nó khỏi nóng tay. Và mình muốn gấp to để cho nó lộ nhân ra ngoài cho nó đẹp. Đó, mình gấp to như vậy nè. Nó lộ nhân ra ngoài nè. Rất là đẹp. Mình đi trụng giá, mình cho vô 1/4 muỗng cà phê hạt nêm nè. Chế nước sôi 100 độ vô nè. Mình trụng giá được 2 phút, bây giờ mình vớt giá ra. Bây giờ mình làm nước mắm nè, 1 muôi canh đường. 2 muôi canh đường. Nước là 4 muôi canh. Đây là nước nó đun sôi để nguội. Nước mắm 2 muôi canh. Và đây mình dùng nước mắm chim su á. Nhưng mà mình không có quảng cáo nước mắm chim su đâu. Nhà mình thích ăn nước mắm này nè. Khuấy cho đường tan. Mình cho 1/8 muỗng cà phê bột ngọt để cho nó dịu. Ta không thích để khỏi cho cũng được. Mình cho vô 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Và nước cốt chanh thì tùy thích của mỗi người. Mình cho tỏi và ớt vô nè. Ớt này ớt không cay. Ở
Cả nhà thấy chén mắm rất hấp dẫn không? Đây là dĩa rau sống của mình nè, gồm giá trụng nè, dưa leo nè, xà lách nè và rau thơm nè. Và giá trụng thì mình trụng xong rồi mình đem ra quạt, mình quạt nó mau nguội thì nó rất là giòn. Đây là chả lụa, và chả lụa nó có cái lỗ lỗ nhiều như vậy là chả lụa ngon nè. Mình mời cả nhà cùng ăn bánh với mình nha. Cả nhà ơi, nhìn miếng bánh của mình nó rất là trong nè. Mình chấm với nước mắm chanh tỏi ớt nè. Ngon lắm cả nhà ơi, bánh cuốn thì dai ngon, hành phi thì giòn và rất thơm, nước mắm chua ngọt thì rất vừa ăn, còn giá trộm thì giòn sực sực, ăn rất là ngon. Video của mình đến đây là hết, chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.